Em mời anh, anh Quang Thạch ở Hà Giang. Em mời anh Quang Thạch ở Hà Giang vô cho em trực xới của anh nha. Ở đây trực xới của anh là em sắp lại cho anh đầy đủ, sửa thẳng quạt mặt đầy đủ cho anh em nha. Đảm bảo thẳng 100% cho anh em, để tránh tình trạng phá sơn hộ vi của anh em nha. Ở đây em sửa thẳng lại quạt mặt cho anh em luôn. Rồi thẳng quạt mặt đầy đủ cho anh em, mời anh em xem nha. Rất ngay và đảm bảo cho anh em nha. Mời anh Quang Thạch ở Hà Giang. Mời anh Quang Thạch ở Hà Giang vô xem trực số anh nha. Em làm thẳng quạt mặt đầy đủ cho anh em, thẳng 100% luôn, đảm bảo cho anh em sử dụng để tránh tình trạng phá sơn hộ vi của anh em. Mời anh em vô xem nha. Anh em ở xa anh em có đóng gói gửi bưu điện giúp em nha. Đóng gói gửi bưu điện với em, em sẽ sắp sửa quạt mặt đầy đủ cho anh em, đảm bảo cho anh em sửa đồng tâm đồng cực nha, để tránh tình trạng thái sơn hương ổ vi của anh em. Em nhận một hồi các chục xế qua đường bưu điện cho anh em. Anh em có đóng gói gửi mặt hàng gửi bưu điện giúp em. Đây là của anh Quang Thạch nè. Anh Quang Thạch ở Hà Giang. Anh Quang Thạch ở Hà Giang nha anh em. Anh Quang Thạch ở Hà Giang. Anh em ở Hà Giang nè. Hà Giang rất xa nha anh em. Hà Giang hình như là cái anh em ở Hà Giang, anh em cứ đóng gói gửi bưu điện giúp em. Anh em ở trên đỉnh đầu bản đồ, ở trên bản đồ là đỉnh đầu bản đồ nha. Anh em nào có nhu cầu làm trục xới sắp sửa hay là mới trục xới Hồng Mang, anh được phục vụ anh em nha. Đây có anh Thạch ở Hà Giang, Bắc Quang Hà Giang, Bắc Quang Hà Giang anh em rất xa. Em thì ở của bản đồ, anh thì ở đầu bản đồ. Cảm ơn anh em nhìn sao ủng hộ cho Hoàng Mai từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc nha. Anh em sửa thẳng quạt mặt đầy đủ cho em, thẳng cho em luôn. Quạt mặt vệ sinh đầy đủ cho anh hết nha. Đây, thẳng mặt cho anh em luôn. Trục xới ngay mình mới quạt mặt được nha anh em. Trục xới ngay mới quạt mặt được, trục xới không ngay là không quạt mặt đâu. Em quạt hai mặt cho anh em đầy đủ luôn nha. Đây, mời anh em xem đủ sắn với trục xới nha. Hoàng Mai hạnh được phục vụ anh em làm sao. Hoàng Mai 0907 790079 nha em.